Đó. Để phóng lại gần cho anh em xem nha. Set này nhìn khá là đẹp. Đây mình lựa set này. Cái wing thì nó có cái vương niệm trên đầu, anh em thấy kinh chưa? Đó, chỗ này thì lại sáng quá. Đây, đây đi. Ồ, đây quá nhiều rồi. Đó, anh em nhìn thấy set này đạt đẹp chưa? Hơi bị chất nha. Thì set này là cộng 15 là nó cũng có thép set nó bay xung quanh người. Còn cái wing nhá, cái wing anh em thấy cái wing không? Cái wing là nó có cái trái tim, bông trái tim nó bay ghê đẹp không? Quá đẹp luôn. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video với quân game MO anh em nha anh em ơi. Thì hiện tại thì vẫn đang là thời gian alpha test. Cho nên là mình lại kiếm mấy set đồ đẹp đẹp á, với lại test mấy club khác cho anh em xem. Thì hôm nay là mình làm video là test con sâu nha anh em ơi. Đó, test sâu nha. Và cái set đồ cuối của sâu là set season 14 nha anh em ơi. Nhìn khá là đẹp nha. Khá là đẹp. Để mình nhìn sâu cho anh em xem nha. Đây. Thì cái này là full full thần, full socket rồi. Full thần, full socket nha anh em ơi. Đó, cảm giống như mấy set kia thôi. Thì test thì nó đồ nó bán trong shop. Các bạn nào chưa biết nha. Còn point thì 65k nha. 65k là ai cũng như ai nha, vào là đều 65k hết. Đây cái set mấy cái set nó bán ở trong này là bán cộng 15 hết rồi. Thì anh em chỉ cần là đi lại đây là đập lên thần này, mua ngọc đập lên thần này. Rồi đập phun thần rồi mua ngọc đập sóc két rồi khám sóc két vào thôi. Là đi bục nhau thôi. Bà mẹ. Đó, set này khá là đẹp nha anh em ơi. Thì còn cái wing thì mình đeo cái wing là wing thiên tước VIP đó, nhìn khá là chất, có cái vương niệm trên đầu anh em ơi. Thì vào bán thẻ bot, bán thẻ bot cho nó thả bot đầy server nha. Nhìn nán thiệt. Không có ai lên đấy lên beta BMK với test nữa. Ồ trên này này, trời ơi. Thiệt tình. Bây giờ anh em không có còn ai để mà đi đứng để mà đi đánh nhau nữa. Đồ bây giờ có hết nhưng mà chủ yếu là đi đánh nhau thôi chứ thả bot để làm cái gì. Rồi đi kiếm cái ông nào đây để test cái ông này lúc nãy ông thách đấu mình này. Đây. Vào test chút xíu. Đánh kiếm người test đi. Đối gậy nha. Rồi đi kiếm ông khác. Giờ boss nó thả đầy trên đây không 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 test được luôn anh em ơi. Đánh thì cũng không chết được, boss cooldown này nó lâu lâu nó đấy đánh lâu chết lắm. Rồi giờ nó đi đâu hết rồi. Để đi lên trên này cho anh em xem cái set đồ với đó nha. Lên chỗ nào mà không có khói á, đứng. Đây, lên chỗ này đi. Đi mấy chỗ kia là. Đó. Để phóng lại gần cho anh em xem nha. Set này nhìn khá là đẹp. Nên mình lựa set này. Cái wing thì nó có cái vương niệm trên đầu anh em thấy kinh chưa? Đó, chỗ này thì lại sáng quá. Đây, đây đi. Ồ, đây quá nhiều rồi. Đó, anh em nhìn thấy set này đạt đẹp chưa? Hơi bị chất nha. Thì set này là cộng 15 là nó cũng có thép set nó bay xung quanh người. Còn cái wing nhá, cái wing anh em thấy cái wing không? Cái wing là nó có cái trái tim, bông trái tim nó bay ghê đẹp không? Quá đẹp luôn.
Còn PK thì sao, thì để về là thử kiếm mấy ông đi vào quyết đấu thử. Chứ bây giờ cái chỗ này là thua rồi. Đâu rồi ta? Không phải nãy đâu ta. Ồ, con này test hả? Ngon. Ôi châu thế, à tưởng châu. Ồ, này yếu quá anh em ơi. Yếu quá. Con này full vậy thì đánh. Đánh là bá đạo luôn anh em ơi, đánh bá đạo luôn. Giờ ép. À. Ép không co giống mình kìa. Bằng khá là trâu nha anh em ơi, khá là trâu nha. Con nào lạc loài vào đây ta? Ông kia cũng trâu á, mình phải đam hai phát ba phát mới chết. Họ đánh giờ ép mà sao kỳ vậy, đi lại gần mình để gồng không vậy. Để cho ông gồng thử cái coi. À, trời. Thì hiện tại đang còn test một ngày nữa nha anh em ơi. Ôi. Thì bắt đầu là ngày mai là mới open chính thức. Thì đến khi mà nó open chính thức là những cái dữ liệu cũ này là sẽ bị xóa hết nha. Anh em phải tạo lại hết tài khoản rồi đi vào đi cài lại. Cái win này nó bay trái tim thì nhìn khá là đẹp. Đi ra đi tạ đi đánh với cái ông sâu kia coi. Đó, đứng chỗ này. Đâu ta? Nhìn bot. Nhìn bot nán hết. Đâu rồi? Ở đâu có ai đâu, coi coi anh em à. Đâu ta có ai không? Ai mà biết đâu cái coi. Ông này đang đi làm đồ. Ông này thì chưa có win. Này thì win. Đây, để coi ông Tong này coi. Này đứng không nhiều khi đánh đánh mình cũng không chết nữa. Thôi thì đây. À ông này. Ôi. Bị lắc cả ta. Đứng bên này mà lại qua bên kia. Bóng này, cái này bóng này. Đó. Để mưa băng cái thôi nha. Mưa sao băng. Rồi, mưa sao băng có kéo ghim nữa. Ồ. Không có người anh em ơi. Cái tép đam mà thôi kiểu này rồi. Bot nó đứng đầy đánh bot thì đâu có nổi. Đánh bot
Đứng để đàm boss xíu đi. Đóng boss. Nghĩ sao đấy nhỉ? Cái vờ test thì đâu có đồ đạc đầy đủ ở đâu, ai cần boss đâu mà đi đánh boss làm gì trời. Cái đi quăng boss làm gì nhỉ? Để thẻ boss làm gì? Ở trên Arena, nhìn cái bãi trên Arena là thấy nản nản. Đâu có ai lên cái sàn này để VK được. À, để ra chỗ ông kinh này đi. Ông kinh này thử phát. Đó. Ọp vào trong này không có. Kê ta. Sao vào đây không biến hình được ta? À được rồi, được. Không biến được kìa. Nó bị lag luôn được kìa. Ôi. Vãi thật. Anh em chờ mình xíu nha. Ta biến cái nó bị lag luôn này. Để chờ nó đánh chết cái coi. Ồ, nó bị lag đứng một chỗ đây luôn này. Cái gì ta? À, lắc anh em. Mà trâu quá, giờ ép trâu quá. Châu quá anh em ơi. Ở đây tí ra ta test điểm lại xem. Là nhiều khi bán mình này GF nó đang bá. Hôm bữa mình đánh con GF của mình cũng bá vậy đó. Để cọc thêm xíu xíu máu nữa. Hiện tại thì đồ là tất cả các loại đồ đều có sẵn. Anh em chỉ cần vào khoảng 30 phút là đã full được set đồ nha các bạn. Đa mà không thủng luôn ta. Ghê quá. Đánh 10-0 luôn kìa. Đây đấy, rủ vô đánh với ông sâu này xem. Ồ, nó hơi lắc ra. Đến chữ D lên được ta. À đây, bạn đấy luôn này. Kỳ vậy ta. Ồ, đánh không thấm luôn kìa. Oh.
Ồ, đánh hỏi không chết à. Cửa sau băng cũng vậy luôn. Con này đánh cả ngày không chết đây em. Gọi là sâu rồi đam nó cũng 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 đam cũng chán à. Chứ bây giờ ép là đam to thôi. Con đánh giờ ép phát nào chết phát đó mà. Để máu nó hồi kìa. Thôi nghỉ, đánh không chết đâu anh em ơi. Như nhau hết máu nó hồi đều hết. Sâu. Hai con sâu đánh nhau. Đâu thay không? Đánh vũ khí còn không chết cái tay không? Ồ, ra đây lại. Sâu có vẻ là khá khá bị đam khá là bị bé anh em ơi. Anh em thấy không? Đánh với giờ ép đánh toàn một hit không. Và để cất là cầm trượng này đẹp đẹp chút chứ. Đồ thì nó cũng giống với con giờ ép co của mình thôi, nhưng mà đánh đam rất bé. Này vướng cái này không có PK được. Kiếm được người hai người vào quyết đấu thôi. Giờ kiếm thêm người nữa hơi khó. Vậy là đam không có đều anh em ơi. Giờ ép vẫn là đam to nhất. Hôm qua con giờ ép của mình không ai đánh chết luôn đó. Để lên lên chỗ nào đây đứng cho anh em lại xếp đồ nha. À, lên lót đi. Đây. Chất này khá là chất. Đó, có cái vườn niệm trên đầu. Nhưng mà nó lại màu đen thì không hợp tông với cái set đồ này. Đó, nhìn chất chơi chưa? Chất này nó có màu màu hồng. Màu hồng cánh sen nha. Và đáng lẽ là phải set này là phải xuống đi coi xem nào. Này phải đeo áo tròn của DL, cái này là mấy cái bản của Brazil này nó có DL á. Mà bản này lại có sâu. Gậy này thì không hợp lắm, gậy này thì nó đã hợp tông sạch tông. Nói chung sâu là không đánh được giờ ép rồi, đam không thấm. Giờ ép nó đục cho một đấm là đã chết.
Về lại Logen rồi, có ông nào nó không để PK phát nữa. Chờ phần chính thức thì rồi vô chín. Không có ta. Ông này lúc này đánh thua ông cứ thua trắng 10-0 luôn rồi. Còn ai không ta? Thôi, test sâu mình lại xin kết thúc tại đây nha. Để coi lại kiếm con nào để test đi. Con sâu này thấy đánh là không ổn lắm. Cái đam không có ổn lắm. Thôi, video mình xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Còn một ngày open nữa, có gì là ngày mai nó một ngày alpha nữa, alpha test nữa. Còn ngày mai là bắt đầu là nó chính thức rồi. Thôi, đến lúc mà nó open chính thức thì mình sẽ dành mình like cho anh em xem chơi. Ở đây. Bye bye mọi người nha, chúc anh em chơi game vui vẻ nha.